Dispatch Trường Giang hé lộ người yêu hiếu thứ hai, thành công đẩy thuyền Puka. Vừa qua, Trường Giang đã bất ngờ úp mở chuyện tình cảm của hiếu thứ hai qua số phát sóng mới nhất của hai ngày một đêm. Khi giàn cast được yêu cầu đặt biệt danh mới với cái tên lầy lội, đến lượt hiếu thứ hai, Trường Giang đã vội vàng giới thiệu nam rapper là Baby Bù. Lập tức, hiếu thứ hai đòi tên khác và đổi thành Alexander hiếu. Điều khiến cư dân mạng chú ý chính là việc tăng mỹ hàn, cô gái được cho là bạn gái tin đồn của hiếu thứ hai có tài khoản mạng xã hội mang tên là Baby Bù cặp đôi đã liên tục vướng phải tin đồn hẹn hò khi netizen soi ra loạt khoảnh khắc diện đầu đôi đi chơi cùng nhau hay ngầm nhắc đến đối phương trong lời bài hát còn trường giang đã được dân mạng gọi tên dispatch việt nam khi liên tục để lộ chuyện tình cảm giấu kỹ của nhiều đồng nghiệp trước hiếu thứ hai trường giang cũng nhiều lần hóa thuyền trưởng đẩy thuyền diên tuấn kiệt và puka bằng việc tích cực ghép đôi cả hai hoặc gài kèo để cặp đôi tự thừa nhận tình cảm thời gian gần đây phát la và hoa hậu đoàn thiên ân cũng được ông xã nhã phương tích cực làm mai dù không có bất kỳ động thái rõ ràng trong chuyện yêu đương nhưng trường giang vẫn rất chăm chỉ chọc gẹo đàn em thậm chí nhà vía để cả hai sớm thành đôi. người đẹp long an từng lên tiếng phủ nhận chúng tôi cùng hội với anh trường giang, chị nhã phương nên khiến khán giả đặt ra nghi vấn. mặc dù vậy người hâm mộ vẫn bày tỏ sự phấn khích bởi trước khi về chung một nhà, diên tuấn kiệt, puka cũng nhiều lần từ chối thừa nhận mối quan hệ tình cảm. ngoài ra, trường giang còn là người tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi lily li và anh tú. chưa hết, thúy ngân và trương thế vinh cũng từng được trường giang xe duyên.